Trong khi Ngọc Lan thể hiện sự lo lắng, Quyền Linh liền nói đỡ cho Văn Đăng khi bạn gái chia sẻ không thích người hút thuốc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 1044 lên sóng cùng Quyền Linh, Ngọc Lan mai mối cho Võ Văn Đăng, 31 tuổi, Cà Mau, là nhân viên kỹ thuật cho một công ty ở Đồng Nai. Ghép đôi với Văn Đăng là Nguyễn Thị Thơ, 31 tuổi, Hà Tĩnh, làm nghề kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Trò chuyện với hai MC, Văn Đăng cho biết đã trải qua hai mối tình. Chàng trai quê Cà Mau kể mối tình sâu đậm kéo dài gần 4 năm, chia tay vì anh quá lo cho sự nghiệp mà ít quan tâm bạn gái. Lúc đó tôi làm quản lý công trình thi công hạng mục chung cư. Công việc quá bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc, quan tâm bạn gái. Bạn ấy nghĩ tôi đang quen người khác nên mới không quan tâm tới bạn, anh tâm sự. Văn Đăng từng bị bạn gái chia tay vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Phía bên kia hàng rào, Nguyễn Thị Thơ cũng từng có hai mối tình. Nữ kế toán chia sẻ mối tình đầu là thời sinh viên, còn mối tình thứ hai là khi vừa ra trường. Trong mối quan hệ thứ hai, bạn trai hơn cô 8 tuổi và mong muốn kết hôn sớm, trong khi Thơ lại muốn ổn định sự nghiệp trước khi tính đến chuyện hôn nhân. Khi tham gia chương trình, Nguyễn Thị Thơ mong muốn tìm được bạn trai sống hướng về gia đình. Cô chia sẻ bản thân không thích người hút thuốc, rượu bia thì có thể uống nhưng cần biết kiểm soát. Khi MC Ngọc Lan hỏi Văn Đăng về những yêu cầu của Thơ, cô lo lắng khi anh thừa nhận có hút thuốc. Nữ MC thốt lên, trời ơi, thôi chết rồi, phát súng đầu tiên mà thấy tạch rồi. Lúc này, Quyền Linh lên tiếng bênh vực cho Văn Đăng. Anh cho rằng hầu hết những người làm trong ngành kỹ thuật đều có thói quen hút thuốc, nhưng cũng khuyên đàn trai nên cố gắng giảm bớt, sau đó bỏ hẳn để phù hợp với bạn gái. Nguyễn Thị Thơ chia tay bạn trai hơn 8 tuổi vì cô chưa sẵn sàng kết hôn. Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Qua ấn tượng đầu tiên, Văn Đăng khen bạn gái dễ thương, giống với hình mẫu anh mong muốn. Còn với nữ kế toán, cô mạnh dạn bày tỏ, em nghĩ mình phải có duyên mới gặp được nhau trong chương trình. Em cũng mong được làm bạn với anh về sau. Trong cuộc trò chuyện, Văn Đăng đặt vấn đề về chuyện làm dâu. Nguyễn Thị Thơ chia sẻ hiện tại cô sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, và nếu cả hai đến với nhau, cô mong muốn sẽ lập nghiệp ở đây. Khi được hỏi về chuyện ghen tuông, nữ kế toán cho rằng yêu thì mới ghen. Dù đồng tình nhưng Văn Đăng cũng nêu quan điểm rằng không nên kiểm soát quá mức. Anh chia sẻ, ví dụ anh ra ngoài khoảng vài tiếng, mong em đừng gọi điện thoại liên tục. Mỗi người đều có bạn bè riêng, nếu gọi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn bè. Nguyễn Thị Thơ đáp lại rằng nếu Văn Đăng tạo được niềm tin thì cô sẽ không ghen. Ngược lại, nếu anh không làm được điều đó, cô sẽ có lý do để ghen. Nhờ sự dẫn dắt của hai MC, cặp đôi đã cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Trước khi đến giây phút quyết định, Văn Đăng mạnh dạn nắm tay Nguyễn Thị Thơ và bày tỏ tình cảm, hy vọng rằng cả hai sẽ có cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Kết quả, cặp đôi nhanh chóng bấm nút hẹn hò. Nhận được tràng vỗ tay chúc mừng từ cả trường quay. Hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan cũng vui mừng, gửi lời chúc phúc và mong rằng họ sớm về chung một nhà.